Em ăn đi em. Đưa, đưa mày bứt thuốc lên. Chú ơi, chú trưởng đoàn thông ra ơi. Tiến lên cho cháu ơi, hai ông trưởng đoàn tiến lên cho cháu ơi ạ. Mẹ đứng lên nào, mẹ đứng lên nào. Chú để cho tay cầm xỏ tay túi quần nào, cho anh nào. Rồi chú ơi, nhìn nhìn nó cho con nhá. Bi này, chú Bi này, chú Bi này. Bi này. Bắn lên trời, bắn lên trời, bắn lên trời, bắn lên trời. Hai bắn đi. Bắn, giữ bên đây, cứ tươi cả nhà, cứ tươi nhìn vào đây nào, cứ tươi nữa đi cả nhà, nữa. Tiến vào cháu ơi ạ. Nạp lại anh ơi. Nạp lại, nạp lại. Ôi trời, trời xin quả, trời xin quả. Tí nữa rồi rồi đi xem điện thoại. Nào 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 đi 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 lên bằng vợ đi em ơi. Đi lên bằng vợ một tí đi em. Cười tươi là toàn là cô dâu đâu, cười tươi. Sao cầm váy kiểu gì kia? Cầm một tay thôi. Cầm đi cầm từ từ thôi, đúng rồi. Cầm này đi đi đi, cười tươi, cười tươi. Úi giời. Không sao. Tung. Bên 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 bên. Vậy. Không ra. Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh ơi. Vào đi, vào đi, vào đi, vào bình thường đi, vào bình thường. Cô dâu cứ đưa, cô dâu nhìn anh cứ đưa đi, cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi đi. Nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn này, chú rể ơi, chú rể ơi, chú rể ơi. Toàn ơi, nhìn anh cứ đưa nào, cười đi, cười lên em. Cười lên em, cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi đi, vào đi, vào bình thường. Dạ vâng, như vậy là ban tổ chức chúng tôi đã nhìn thấy cô dâu và chú rể đang tiến vào hôn trường cưới. Và như vậy là vị dâu nó đến. Xin mời cô dâu và chú rể hãy ngồi và bàn vị trí, bàn vị trí sang trọng nhất của mình. Đó là bàn của cô dâu chú rể tại hôn trường cưới của gia đình nhà họ ở nhà trai tôi. Và như vậy là thì sau cô dâu và chú rể là các cụ công các bà, cô dì chú bác, quý vị quan khách của hai bên này đang tiến vào vị hôn trường cưới của gia đình. Phía trong nhà để tiện cho việc đón tiếp của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Vâng ạ. Đi sau hai vị đại diện trưởng phái đoàn của hai bên gia đình, đó là cô dì chú bác, quý vị quan khách của hai bên gia đình còn đang ở phía ngoài. Để tiện cho việc đón tiếp thì ban tổ chức chúng tôi xin mời các cụ công các bà, cô dì chú bác của hai bên gia đình chúng ta hãy tiến vào phía trong nhà phía trong. Và xin mời cô dâu và chú rể hãy ngồi tại vị trí trang trọng nhất của mình. Và xin mời các bạn trẻ nam nữ thanh niên quen biết bốn họ hai nhà của chúng ta hãy chọn cho mình những vị trí, những chỗ ngồi ưng ý nhất để cùng quý vị buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Quang Toàn cũng như là Ngọc Ánh trong buổi hôm nay của chiều ngày hôm nay. Vâng, cho dù là hôn trường cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi có hết hơi chật hẹp một chút, nhưng mà với sự nhiệt tình của các cụ các bà, quý vị quan khách của hai bên gia đình thì cũng mong rằng các cụ các bà sẽ chọn cho mình những vị trí, những chỗ ngồi ưng ý nhất và cũng thông cảm cho điều kiện của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Vâng, phía ngoài hôn trình cưới bên ngoài ban tổ chức chúng tôi vẫn nhìn thấy một số các ghế vẫn còn trống. Xin mời các bạn trẻ nam nữ thanh niên của hai bên chúng ta hãy cùng gần lại với ban tổ chức chúng tôi, cùng gần lại với chú rể cũng như là cô dâu để chọn cho mình những vị trí, những chỗ ngồi ưng ý nhất. Và bộ phận phục vụ của gia đình họ nhà trai chúng ta hãy chuẩn bị bàn ghế thật là chu đáo để đón tiếp các cụ công các bà. Vâng, xin mời bộ phận phục vụ của gia đình họ nhà trai.